Thành tìm ra phiên bản khác của Hiền Hồ, nhưng lần này không phải Đức Bo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bin News. Thời gian gần đây, ca sĩ Hiền Hồ tỏ ra khá khó chịu khi mà cô bị so sánh với một người khác tên là Trần Đức Bo, một hiện tượng mạng xã hội nổi tiếng với các clip lầm lố. Một số cư dân mạng còn cho rằng, từ kiểu tóc cho đến khuôn mặt của Hiền Hồ và Trần Đức Bo thì đều giống nhau. Nhưng mới gần đây thôi thì Trấn Thành đã đăng tải một hình ảnh khác so sánh Hiền Hồ cùng với một người mà không phải là Trần Đức Bo. Vậy người đó là ai? Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Hiền Hồ nổi tiếng trong showbiz sau khi tham gia chương trình The Voice cùng với giọng hát ngọt ngào sâu lắng. Mái tóc ngắn cùng thân hình mảnh mai chính là điểm đặc biệt khó lẫn của cô nàng khi xuất hiện cạnh các nghệ sĩ khác. Thế mà Trấn Thành lại vừa có những so sánh khá hài hước khi đặt ảnh của Hiền Hồ cạnh đàn chị Lê Giang. Nam nghệ sĩ viết, đang thật sự lo cho sự nghiệp của Hiền Hồ. Con em tôi đẹp nên giờ nhiều người theo style quá, mà coi bộ người mẫu kế bên đa năng hơn. Không những biết hát, còn biết hát cải lương, diễn kịch, tấu hài, đặc biệt còn biết livestream bán hàng nữa, ghê hông. Chuyến này Hiền Hồ làm không lại rồi. Dân mạng cũng trôn rã bình luận về hình ảnh Trấn Thành đăng tải. Có người cho rằng hai nữ nghệ sĩ cũng có nét giống nhau. Có người cho rằng không nên so sánh giữa hai thế hệ như vậy rất khập khiễng. Cũng có người cho rằng đây chỉ là bài đăng cho vui khi đàn chị Lê Giang thay đổi kiểu tóc mới, trẻ trung hơn rất nhiều so với trước đó mà thôi. Trước đó, Hiền Hồ liên tục bị so sánh với một hiện tượng mạng xã hội. Thậm chí, có một số cư dân mạng đã tấn công thẳng vào trang cá nhân của nữ ca sĩ để bình luận so sánh nhan sắc. Một số ý kiến khiếm nhã còn cho rằng cả hai giao kéo nên mới càng ngày càng giống nhau. Trước những phản ứng dư luận, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng, thể hiện rõ thái độ không hài lòng trước trò đùa của dân mạng. Nữ ca sĩ có như không có bức xúc viết, đùa tưởng rất vui và hài hước, nhưng không hài hước tí nào, lố bịch và vô duyên lắm. Bạn Bo cũng không làm ảnh hưởng đến Hiền, tuy nhiên mỗi người xuất hiện mỗi cuộc sống khác nhau, vì vậy đừng mang ra đùa để làm mình duyên dáng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm cuộc sống của tôi, nhưng xin hãy quan tâm một cách văn minh. Lần trước dù Hiền Hồ đã có lên tiếng nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại, nên ca sĩ đã quyết định đăng tải một tấm ảnh thử thay đổi kiểu tóc. Nhưng không biết lần này cô sẽ có phản ứng như thế nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Bin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.